cua vui thuê 3 đồng một thao. Chúng tôi lo lượng. Bạn đang hộ vậy hả? Nếu không ta? Chưa hả? Cái gì này mà? Mày vui à? Nhiều lắm mà ngon nữa. Đó, bây giờ mình với Sói Ca đi chợ mua trái cây về để tủ lạnh ăn. Trời nóng quá rồi, ăn trái cây lạnh bỏ vô đá lạnh cho nó đã mới được luôn. Này bây giờ thêm mì đi vô chợ nha mọi người. Mọi người hãy cùng vô chợ với lại thêm mì nha, ok. Hello my friend. Ồ, nhãn nè. Vải. Ồ, trái vải mà 2 đồng một phao. Vớt luôn. Lựa đi. Nhãn đồng 99 phao nhìn hấp dẫn quá. Lấy mấy bịch. Lấy mấy bịch thì lấy. Hai mọi người, bây giờ thầy mì đang ở trong chợ nha. Và đi chợ mua trái cây. Trời nóng quá, mua trái cây nhiều ăn cho nó mát nó tốt. Nhiều trái cây là cam nè. Cái gì nữa? Dưới này dưới gì vậy? Dưới hoàng kim. Ngon không? Không biết. Vậy hả? Nó giòn giòn. Đâu biết đâu. Nhìn thấy đẹp ghê nè. Cái nào để được lâu lâu quá chứ mấy cái đó ăn không hết, để nó ấy. Và đây dãy này bán toàn trái cây không mọi người, thấy không? Trái xoài nè, nhãn nè. Cái bơ này mọi người, trái bơ này đồng 59 xem một bạn. Đủ thứ loại trái cây không mọi người, mùa này là đến mùa trái cây mà tha hồ mà mình mua luôn. Có táo nè, quýt nè. Chợ ở đây mọi người bán cá đồ tươi lắm. Rồi táo, trái cây đồ cũng tươi ngon lắm. Thường thường thêm mì hay đi cái chợ này lắm. Rồi bây giờ đi kiếm Sói Ca sẽ coi Sói Ca đang ở đâu. Sói Ca. Lượng sao ngon? Hả? Sao ngon hả? Lửa nó ra làm sao mà biết là ngon. Ok, cái gì vậy là ngon? Trời, 2 phao 1 đồng. Chín vậy hả? Không, cái muối của nó bè ra. Ờ, vậy thì hả? Nó mới ngon. Cái có muối giọt vậy là không ngon. Cái bắp nè mọi người. Bắp mà dưa hấu, cam, đây trái này hấp dẫn nè, cherry nè. À, cherry hấp dẫn lắm đây, lấy 2 bịch luôn. Ở chợ này rau tươi nè mọi người. Chợ này rau tươi luôn á. Ngoài nóng vô đây mở máy lạnh đã quá chừng luôn. Giờ đi mua trái cây thôi. Đi mua đồ cho ngày mai mình nấu đồ ăn luôn, mình khỏi đi chợ.
Chứ ngày nào cũng đi chợ không mà thôi, ngày mai khỏi đi, bữa nay sẵn mua trái cây mua đi chợ luôn. Hello chú, lấy cháu một phao thịt bò xay với chú. Sầu riêng đông lạnh nè, 2.79 đồng trên một phao. Bên đây là chôm chôm nè, chôm chôm bị lủng bịch luôn rồi nè. Chôm chôm này đồng 39 sen một phao. Chôm chôm lủng bịch, ai xé lủng bịch. Ăn cho phao tôm anh. Lại nào? Nó teo lại á, mua cái loại này nó. Mọi người thấy không, ở chợ ở bên Cali này nè, cái đồ gì cũng có bán hết, không có thiếu một cái món đồ gì hết, cũng giống như ở Việt Nam vậy đó mọi người, thấy đủ thứ hết luôn đó. Và bây giờ Thái Mì đi chợ xong rồi, bây giờ Thái Mì đi ra tính tiền. Đó, đem nguyên cái mít luôn, nguyên cái mít bự đó có nhiêu, tổng cộng có chừng 14-15 đô mà mọi người. Cảm ơn mọi người đã vào xem kênh của Thêm Mì nha, bye bye.